Làn sóng Covid-19 lần thứ tư khiến việc tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn. Đầu năm 2021, tại các địa phương trong cả nước đã chứng kiến hàng loạt việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Tác động của dịch Covid-19 chỉ là yếu tố khách quan, còn nguyên nhân chính vẫn là do thương lái không thu mua, không kết nối được với thị trường tiêu thụ. Đây là thực tế đã diễn ra nhiều năm qua, như một bài toán cũ vẫn chưa tìm được lời giải. Tháng 7, tháng 8 vừa qua, trên địa bàn tỉnh diễn ra một loạt các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản như nhãn Thái Bình, na lực hành Yên Sơn, dưa lưới kháng Nhật Sơn Dương. Hàng trăm tấn nông sản đã được hỗ trợ tiêu thụ kịp thời với mức giá ổn định trong mùa dịch. Năm nay, một số sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh đang bước vào vụ thu hoạch có sản lượng lớn như cam trên 95.000 tấn, bưởi trên 30.000 tấn, trong khi mức tiêu thụ trong tỉnh mới chỉ đạt bình quân 40% tổng sản lượng. Sản lượng ấy có được tiêu thụ với giá ổn định trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh như hiện nay đang cần được sự chủ động trong vấn đề tìm thị trường. Vừa qua, nhiều hoạt động thể hiện sự nỗ lực của tỉnh, địa phương, các ngành chức năng trong việc chủ động hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân đã được triển khai. Trước cái diễn biến tình hình phức tạp của COVID, dịch bệnh COVID của năm nay, thực ra bà con thì cũng có chút lo lắng. Thế nhưng mà ngay thực tại bây giờ bắt đầu vào đầu vụ thì cũng được sự quan tâm của sở các ban ngành quan tâm và kết nối cung cầu với các doanh nghiệp rồi giới thiệu sản phẩm tìm đầu ra giúp cho bà con. Trong thời gian tới, Sở Công Thương cũng sẽ tiếp tục làm việc với lại các cái nhà phân phối lớn như siêu thị, trung tâm thương mại để người ta có cái hợp đồng kênh tiêu thụ nó ổn định đối với các sản phẩm mà có số lượng lớn, ổn định và có cái chất lượng đảm bảo lâu dài. Bên cạnh đó, nhiều chủ trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp cũng đã chủ động tìm hướng tiêu thụ cho sản phẩm của mình. Hợp tác xã này có trên 30 hectare cam đang cho thu hoạch. Năm nay dự kiến tổng sản lượng cam của hợp tác xã là khoảng 600 tấn. Bên cạnh sự trợ giúp của các đơn vị chính quyền địa phương, hợp tác xã đã chủ động kết nối với các tiểu thương, ký hợp đồng tiêu thụ cam cho các thành viên. Dự kiến thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng, trong hợp tác xã sẽ rơi vào khoảng gần 500 tấn cam. Anh em chúng tôi đang cũng chủ động để đi tìm cái phương hướng đưa được cái sản phẩm đi ra các cái thị trường mà để tiêu thụ. Tuy nhiên, nếu nhìn thẳng vào vấn đề thì việc hỗ trợ tiêu thụ trên cũng chỉ là giải pháp tình thế. Giải quyết tình trạng này đòi hỏi phải có những giải pháp căn cơ, bài bản hơn để việc sản xuất tiêu thụ nông sản không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế mà còn tránh được tổn thất do mất giá, ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của người nông dân. Theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, một trong những giải pháp được đặt ra trước tiên đó là quy hoạch lại vùng sản xuất hàng hóa tập trung trên cơ sở hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến bao tiêu sản phẩm nông sản. Nội dung này đã được ngành đặt ra trong đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Tỉnh đề ra mục tiêu giữ ổn định diện tích cây ăn quả, trong đó có hai cây chủ lực là cam và bưởi. Cụ thể, kiểm soát cây cam ở mức 8.300 ha, đối với cây bưởi giữ ở mức 5.200 ha. Mở rộng diện tích sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt hoặc tương đương được cấp mã truy xuất nguồn gốc lên 1.500 ha. Để tổ chức thực hiện có hiệu quả, đạt được các mục tiêu của cái đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp ấy, thì cái cơ chế chính sách là rất là quan trọng. Thì vừa qua ngành cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh trình Hội đồng tỉnh ban hành cái chính sách, đó là cái nghị quyết số 03 về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hàng hóa và sản phẩm ô cốp gắn với xây dựng nông thôn mới. Nội dung nghị quyết này cũng đã được truyền tải đến cơ sở. Tỉnh đang tổ chức thực hiện làm việc trực tiếp tại huyện trên toàn tỉnh, trong đó có mời đến cấp xã để cụ thể hóa xem các cái tổ chức thực hiện các cái đề án nghị quyết này. Xã Minh Khương có 458 hectare cam, trong đó trên 200 hectare cam sành, trên 100 hectare cam V2, cam Vinh đang cho thu hoạch. Với diện tích cam sành tương đối lớn và là cây chủ lực trong phát triển kinh tế ở địa phương,
xã đang có quy hoạch cụ thể cho vùng sản xuất cam với phương châm không mở rộng diện tích và phát triển cây trồng này theo hướng nông nghiệp hữu cơ. Xã đã giao cho cán bộ chuyên môn, thứ nhất là rà soát các cái diện tích, thứ nhất là diện tích đất phù hợp phát triển cây cam sành, tránh cái trường hợp là chúng ta là phát triển tràn lan có một số diện tích đất là không phù hợp. Xã đã mạnh dạn là đầu tư chuyển đổi 8 ha, chuyển đổi từ cây trồng bình chăm sóc theo chế độ bình thường sang chuyển đổi sang chăm sóc theo hướng hữu cơ, chuyển đổi dần dần và sẽ định hướng từ nay đến 2025 là đạt khoảng 20 ha. Hàm Yên là địa phương có diện tích cây ăn quả lớn nhất tỉnh, trong đó diện tích trồng cam lên đến 7.000 ha. Sản lượng trung bình đạt gần 110.000 tấn quả một năm. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, huyện đã xác định phát triển vùng cam theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cam gắn với thị trường tiêu thụ. Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ mở rộng diện tích sản xuất theo các tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ. Tăng cường quản lý, chỉ dẫn địa lý cam sành Hàm Yên và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến để tiêu thụ sản phẩm cam trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Đến năm 2025, huyện phấn đấu đạt diện tích sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt hoặc tương đương lên 1.900 ha. Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trong đó chúng tôi là tập trung vào cây cam trên địa bàn. Mục tiêu đến năm 2025 là duy trì ổn định diện tích 7.000 ha cam. Trong đó chúng tôi sẽ thực hiện sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ và các sản phẩm các tiêu chuẩn tương đương là với diện tích là 1.900 ha, thực hiện liên kết tiêu thụ các cái sản phẩm mà theo tiêu chuẩn Việt Gáp và mời gọi các cái nhà đầu tư vào để thực hiện cái việc là liên kết tiêu thụ và chế biến sản phẩm cam. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục vận động các cái tổ nhóm, các hợp tác xã để thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm. Với trên 5.400 ha cây ăn quả, huyện Yên Sơn cũng là địa phương có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn của tỉnh. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, huyện tập trung dành nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Huyện đã hình thành và phát triển được 4 vùng sản xuất nông nghiệp với các cây con chủ lực, xây dựng 10 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Để giải bài toán về tiêu thụ sản phẩm nông sản, bên cạnh việc tăng cường quảng bá, nâng cao chất lượng nông sản, địa phương này xác định làm tốt công tác dự báo, thông tin, định hướng cho người dân sản xuất theo nhu cầu của thị trường. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp người nông dân từng bước khắc phục được việc sản xuất theo tâm lý đám đông, dẫn đến được mùa nhưng mất giá. Huyện đã xây dựng cái kế hoạch mang tính bền vững cũng như là theo cái định hướng chung đối với các sản trên địa bàn huyện, như đó là về chè, bưởi và các cái mật ong và một số loại sản phẩm đặc trưng khác của huyện. Cái định hướng của thị trường cần cái gì thì chúng ta sẽ sản xuất và để đáp ứng cho thị trường, chứ tránh cái việc mà thị trường không cần mà chúng ta xây dựng các cái sản phẩm đến cái việc là sẽ không bán được và người dân sẽ bị thiệt hại. Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 đã chỉ rõ các loại cây trồng vật nuôi chủ lực, đặc sản của tỉnh phải được sản xuất theo hình thức tổ chức như tổ hợp tác xã, doanh nghiệp có ứng dụng khoa học công nghệ, đi kèm là các chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng và hình thành chuỗi liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Trong thời gian gần đây, các hợp tác xã trong tỉnh đã phát huy hiệu quả vai trò kết nối giữa doanh nghiệp và hộ nông dân, hình thành nên các chuỗi liên kết sản xuất mang lại giá trị kinh tế. Hiện toàn tỉnh có trên 500 hợp tác xã. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 116 liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực, trong đó có ít nhất 76 chuỗi sản phẩm thực hiện liên kết các khâu từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Thay vì sản xuất manh mún nhỏ lẻ như trước đây thì sự liên kết đã tạo ra một đầu mối sản phẩm chung cho hợp tác xã. Tư duy sản xuất của người nông dân thay đổi, giá trị sản phẩm làm ra của hợp tác xã được nâng lên. Tiêu thụ được sản phẩm và muốn đưa sản phẩm được đi xa thì mình phải thành lập hợp tác xã theo đúng hướng chủ trương chính sách của Đảng. Cái đích của hợp tác xã thì đang hướng đến là sẽ tuyên truyền vận động thêm nhiều thành viên vào hợp tác xã. Thế và cùng nhau đồng tâm sản xuất những sản phẩm hữu cơ
trong tương lai để cung cấp cho thị trường. Trước hết là mang lại cái lợi ích cho hợp tác xã, lợi nhuận cho hợp tác xã, sau nữa là cung cấp những sản phẩm sạch cho người tiêu dùng. Có thể nói là cái sản phẩm nông sản của Tuyên Quang mình ấy thì cũng đã có những bước phát triển nhưng chưa bền vững. Thì cái giải pháp đó là gì? Là các hợp tác xã sẽ phải làm sao tạo được ra một cái sợi dây liên kết với các thành viên. Thành viên họ phải được hưởng lợi. Và nhưng bên cạnh đó thì hợp tác xã cũng phải có những cái giải pháp để mà làm sao giữ thành viên lại. Các hợp tác xã muốn phát triển bền vững được thì phải liên kết lại với nhau và phải sử dụng những cái công nghệ mới để mà gắn kết, để mà đưa các cái nông sản ra cái thị trường. Không ngừng nâng cao chất lượng nông sản, hướng tới sản xuất nông nghiệp hữu cơ đang được xem là chìa khóa để nông nghiệp Tuyên Quang phát triển bền vững. Hướng đi này đang được tỉnh tập trung thực hiện để góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, nông nghiệp Tuyên Quang cơ bản chuyển sang nền nông nghiệp hàng hóa, tiêu chuẩn, chất lượng giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Hiện trên địa bàn toàn tỉnh có gần 17 chuỗi sản xuất cung ứng thực phẩm an toàn đang phát triển hiệu quả, là tỉnh đầu tiên trong cả nước thành lập Hội Nông nghiệp hữu cơ vào năm 2018. 3 năm trở lại đây, nhiều hợp tác xã đã chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ và coi đây là hướng phát triển ổn định, mang lại giá trị bền vững. Đây là những thuận lợi để Tuyên Quang từng bước xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ đáp ứng xu thế tất yếu của thị trường. Liên kết để phát triển nông nghiệp hữu cơ thì thôi đấy là điều này là rất cần thiết. Bởi vì trong cái sản xuất nông nghiệp thì nó phải có đồng bộ. Nếu như thiếu sự đồng bộ là nó sẽ không đảm bảo về phát triển, về cái chất lượng cũng như là vấn đề tiêu thụ. Chính vì thế là chúng tôi là đang là tập trung vào cái lĩnh vực là để liên kết sản phẩm đầu ra. Từ khi tôi tham gia hợp tác xã thì nó cũng có rất là nhiều cái vấn đề được thay đổi. Chuyển đổi chăm sóc hữu cơ thì giai đoạn đầu nó rất là gian lao. Dần dần với cả cái cây của mình nó lại tự nó có sức đề kháng ấy. Nó hương vị của nó tự nhiên và giá lúc nào cũng cao hơn giá bình thường. Trong một thời gian tới thì cái hướng phát triển của trong hợp tác xã thì mở rộng thêm những cái hộ người ta làm để cho một thành một khu vực, một vùng hữu cơ. Theo tiến sĩ khoa học Hà Phúc Mịch, giải pháp căn cơ cho sản xuất nông nghiệp Tuyên Quang những năm tiếp theo, đó là một nền nông nghiệp minh bạch, trách nhiệm, áp dụng chuyển đổi số gắn với đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng để xuất khẩu. Và điều đặc biệt là cần xác định rõ nhu cầu thị trường để từ đó có kế hoạch chiến lược phát triển nông nghiệp cụ thể, phù hợp. Tạo nên cái nông nghiệp bền vững ngoài những cái việc chính sách, rồi là đào tạo nguồn nhân lực, rồi là tạo cái môi trường, rồi hỗ trợ cho người nông dân. Thì một cái điều quan trọng nữa, xác định cái thị trường, định bán cho cái thị trường này, giá cả như thế này. Thì lúc ấy mình hắn sản xuất, mình hắn vận động tổ chức hoặc xây dựng thành cái dự án lớn sản xuất. Đặc biệt là những dự án có tầm cỡ chung và lớn, thì cần phải xác định rõ cái thị trường tiêu thụ. Thì lúc ấy chúng ta cũng làm. Đừng để bà con sản xuất ra lấy được chứng nhận mà bán không bán được lại trở thành là bán ra ngoài thị trường như các cái sản phẩm thông thường khác là không nên. Bây giờ là kinh tế nông nghiệp. Chúng ta là một ngành kinh tế nông nghiệp hữu cơ thì chúng ta phải xác định thị trường trước khi chúng ta quyết định tất cả các cái chương trình dự án. Ngoài làm tốt công tác quy hoạch vùng sản xuất, hình thành xây dựng các chuỗi liên kết giá trị bền vững gắn với áp dụng sản xuất theo quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Gap hữu cơ, Global Gap, đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng để xuất khẩu. Tỉnh cũng đang đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản trong và ngoài nước, kết nối đưa các sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử. Cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp ấy, chúng tôi cũng đã rõ xác định các cái vùng và các cái diện tích từng của các loại cây trồng, kể cả là vật nuôi, xác định theo các cái tiêu chuẩn như Việt Gap, rồi Global Gap, rồi là hữu cơ. Cái này cũng đã được đặt vấn đề và đã xác định các vùng. Và hiện nay thì đang triển khai đến các cơ sở để tổ chức thực hiện. Để trong cái tương lai tới đây thì các cái sản phẩm nông sản nó phải được đạt các cái tiêu chuẩn chất lượng và có các cái chuỗi liên kết thì chúng ta mới không phải mắc lại cái việc mà phải giải cứu hay là cái hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Có thể khẳng định, chỉ khi tháo gỡ được các nút thắt trên, thay đổi tư duy từ phát triển sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, thì ngành nông nghiệp Tuyên Quang mới có thể tạo đột phá và thực sự xứng đáng với vai trò
là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế. Và Tuyên Quang cũng sẽ không còn câu chuyện phải hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong thời gian tới.